Bác bạn xem bộ dạng này về và xem bác đâu và cảm bác sao về xin và bác khen ông bà và anh chú cháu đang đã học cái gì không quen mà cứ cho anh nè có em sang nè về sang mình cắt nhau cả ngay Mít nói cái gì á Mít? Con nói cái gì á? Bắt rau. Bắt rau hả? Cắt rau hả? Nói mẹ không hiểu gì luôn á. Xin chào các bạn. Các bạn hãy xem Mít đang làm những gì. Từ đây, đây là khung cảnh ở phía sau nhà Mít. Sẽ có một rừng cỏ. Rừng cỏ và có thêm một cái nhà cộng đồng của buôn. Mít đang ở buôn Răng Đơn, xã Hiu, huyện Cà Răng Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Mít đang chơi trò gì đấy Mít? Mà con bắt cái đó để làm gì mà bắt nhiều vậy? Hả? Con bắt cái đó để làm gì mà bắt nhiều vậy? Đố mọi người biết cây này là cây gì? Cây này ở đây gọi là cây đu đủ tía. Nó có một số tác dụng nhưng mà mình tác dụng rất tốt